Sau tuyên bố là vợ chồng, Ngô Kiến Huy và Bibi Trần lại gây sốt với ảnh tình tứ làm đẹp cho nhau. Ngô Kiến Huy và Bibi Trần gọi nhau là vợ chồng ngọt ngào sau thời gian phân vân công hay thụ khiến dân mạng thích thú. Mới đây, trai thẳng Ngô Kiến Huy và trai công Bibi Trần lại làm nóng mạng xã hội sau những lời xưng hô vợ chồng ngọt ngào. Câu chuyện bắt đầu từ những bức ảnh hậu trường khi hai ngôi sao cùng các nghệ sĩ đình đám tham gia một game show truyền hình. Thay vì hình ảnh chỉnh chu, các thành viên đăng tải khoảnh khắc ghi lại tư thế tranh thủ ngủ nghỉ bá đạo của đối phương để dìm hàng nhau. Dáng ngủ bỏ lại mọi thứ trên đời của Ngô Kiến Huy. Bên dưới trạng thái của Ngô Kiến Huy, fan đăng tải ảnh Bibi Trần đang ngủ kèm lời nhắn: "Còn đây là khi ngủ của vợ bắp." Tình cũ của Khổng Tú Quỳnh tác thẳng tên Bibi Trần vào mà mỉa mai: "Vợ ơi, mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa." Hù theo Ngô Kiến Huy, Bibi Trần quả quyết: "Không sao đâu chồng, em còn cái mặt đâu mà sợ." Ngô Kiến Huy và Bibi Trần xác định rõ ai là vợ, ai là chồng. Đoạn hội thoại xưng hô vợ chồng công khai của Ngô Kiến Huy và Bibi Trần sau thời gian đồi ghép cặp được các fan của cả hai ủng hộ nhiệt tình. Thời gian qua, Ngô Kiến Huy và Bibi Trần phủ sóng dư luận sau loạt hình ảnh thân thiết. Hai ngôi sao thường xuyên thả thính công khai mạng xã hội. Bibi Trần đồi ghép cặp và phân biệt công hay thụ, trong khi tình cũ của Khổng Tú Quỳnh cũng quả quyết: "Rõ ràng chúng tôi thuộc về nhau." Cách để thơm, cả hai không ngần ngại công khai xác nhận là vợ chồng. Ngô Kiến Huy, Bibi Trần. Cách xưng hô vợ chồng hài hước của hai ngôi sao khiến tập đoàn shipper phát cuồng. Không chỉ chia sẻ bằng lời, Ngô Kiến Huy và Bibi Trần còn thể hiện bằng hành động. Hình ảnh hai ngôi sao liên tục kè kè bên nhau được nhóm bạn chơi chung chia sẻ phủ sóng mạng xã hội. Tình cũ Khổng Tú Quỳnh và trai công họ Trần luôn sát cánh khi đi ăn uống hay vui chơi cùng đồng nghiệp. Không chỉ gục đầu hay ôm eo, Bibi Trần và Ngô Kiến Huy còn tỉa tóc, tết tóc làm đẹp cho nhau.